Chào tất cả bạn, hôm nay tiếngchung.vn sẽ hướng dẫn các bạn bài 13 của giáo trình Hán ngữ 1. Sau đây thì các bạn dở trang 89 đọc qua phần từ mới cùng với mình nhé. Liu xue sheng ye, dui bu qi, mei guan xi, he, wo men, ta men, le, xue sheng, mi shu, gei, jie shao, xian, yi xia, wei, jiao shou, xiao jiang, Italy, 加拿大, 泰国, 爱德华, 罗兰, 马, 戴夫, 护士, 经理, 律师, 演员, 司机, 服务员, 记者, 警察, 工程师. Sau đó các bạn quay về trang 88 để đọc bài khóa và dịch sang tiếng Việt cho tôi. Việc này các bạn làm trước, sau đó thì mới theo cái mẫu của tôi sau, kiểm tra với cái mẫu của tôi sau. Các bạn đã bắt đầu đọc trang 88 này, bài khóa 1. 你是留学生吗? 是, 他也是留学生吗? 他也是留学生, 我们都是留学生. 田芳和张栋, 也都是留学生吗? 不, 他们俩不是留学生, 他们都是中国学生. 你是中国, 你是留学生吗? Bạn có phải là lưu học sinh không? 是, phải. 他也是留学生吗? Cô ta cũng là lưu học sinh hả? Thay để sư liếu xế sân, cô ta cũng là lưu học sinh. Ôm ăn tâu sư liếu xế sân, chúng tôi đều là lưu học sinh. Thén Phang, Điền Phương, Khứa Trang Tung và Trương Đông, dễ tâu sư liếu xế sân mà, cũng đều là lưu học sinh hả? Pụ, không. Tham ân lẻ, hai người bọn họ, bú sư liếu xế sân, không phải là lưu học sinh. Tham ân tâu sư, họ đều là Trung Quốc xế sân, học sinh Trung Quốc. Đoạn số 2, trang 88, bắt đầu. Tha sư Trung Quốc đấn ma? Sư, ní dễ sư Trung Quốc đấn ma? 不是,我是泰国人。对不起,没关系。他是中国人吗? Anh ta là người Trung Quốc hả? 是, đúng. 你也是中国人吗? Bạn cũng là người Trung Quốc hả? 不是, không phải. 我是泰国人。对不起, xin lỗi. 没关系, không sao đâu. Đoạn số 3, bắt đầu. 我先介绍一下,这位是白教授。这是我们马校长,欢迎你,白教授,谢谢。 我先介绍一下, tôi xin giới thiệu trước một chút. 这位是, vị này là 白教授. 这是我们, Mã Xiao Chàng. Đây là hiệu trưởng Mã của chúng tôi. 欢迎你, hoan nghênh ông, 白教授, giáo sư Bạch. 谢谢, cảm ơn. Chúng ta quay sang phần từ mới. Mỗi một từ mới các bạn sẽ phải cố gắng đặt câu 10 câu. Mà đặt không xong thì sau đây thì là cái đáp án mà tôi đẩy cho các bạn. Liêu Xuế Sơn là lưu học sinh. 我是留学生, tôi là lưu học sinh. 你也是留学生吗? Bạn cũng là lưu học sinh phải không? Tôi bu chỉ. Không, xin lỗi, tôi không phải là lưu học sinh. Mấy quan sĩ, không sao đâu. Khứa có nghĩa là và, nối hai danh từ. Ủa mân, khứa mặn tha mân, tâu sư xế sân. Chúng tôi và bọn họ đều là học sinh. Mi su là thư ký. Tha mân lẻ, hai người bọn họ, tâu sư, mi su đều là thư ký. A kẩy B cộng chia sao. A kẩy B cộng động từ tân ngữ, tức là A làm cho B điều gì đó. Ví dụ, của cái này chia sao ý chị ạ? Tôi giới thiệu với bạn một chút. Wei là vị. Chưa Wei sư, bái treo sâu. Vị này là giáo sư Bạch. Xeo chẳng là hiệu trưởng. Chưa sư của mân mà xeo chẳng. Đây là hiệu trưởng Mã của chúng tôi. Italy là nước Ý. Tôi đi Ý. Ủa chi Italy. Canada là Canada. Ủa chi Canada. Tôi đi Canada. Thái của là Thái Lan. Ủa sư Thái của đấn. Tôi là người Thái Lan. Ai từ khóa là Edward. Nì sư ai từ khóa mà? Bạn phải là Edward không? Lúa lán là Roland. Ủa bú sư lúa lán, tôi không phải Roland, mà là Mã, hiệu trưởng Mã. Mã xeo chẳng, tai phụ là đại phu, là bác sĩ. Trấn tai phu, bác sĩ Trần. Khu sư là y tá. Ủa ma mà sư khu sư, mẹ tôi là y tá. Chinh lỉ, giám đốc. Nì papa sư chinh lỉ mà, bố bạn là giám đốc hả? Ủa cửa cửa sư lì sư, anh trai tôi là luật sư. Nì sư diễn viên mà, bạn là diễn viên hả? Ủa chỉa chia bú sư sư chị gái tôi không phải là lái xe. Phú Yến là nhân viên phục vụ. Nỉ mê mệ sư Phú Yến mà, em gái bạn có phải nhân viên phục vụ không? Từ số 8, chi trưởng nhà báo. Ủa papa bú sư chi trưởng, bố tôi không phải là nhà báo. Chỉnh trá là cảnh sát. Nỉ sư chỉnh trá mà, bạn là cảnh sát hả? Ủa bú sư cung chứng sư, tôi không phải là kỹ sư. Sang phần chú thích. Trang 91 nó có cái mẫu là ủa sen chia sao ý chị ạ? Sen tức là trước. Tôi xin giới thiệu trước một chút. Bây giờ chúng ta sang phần ngữ pháp. Ma là không. Cứ câu trần thuật các bạn thêm chữ ma thành câu hỏi.
Các bạn phải đọc được và dịch được sang tiếng Việt cái phần chữ Hán này. Không được các bạn tìm lại trong phần từ mới. Còn tệ nữa thì bạn xem đáp án của tôi đây. Nǐ shì Trung Quốc rén mà, bạn là người Trung Quốc phải không? Sì, phải. Wǒ shì Trung Quốc rén, tôi là người Trung Quốc. Nǐ shì lǎo shì mà, bạn là giáo viên hả? Bú shì, không phải. Wǒ shì xuế sheng, tôi là học sinh. Tha mèn tòu shì liú xuế sheng mà, họ đều là lưu học sinh phải không? Tha mèn tòu shì liú xuế sheng, họ đều là lưu học sinh. Sang phần trạng ngữ trang ủy. Ba mẫu câu này các bạn đọc cùng với tôi. Papa mama tâu khấn hảo, bố mẹ đều rất khỏe. Khan sự khẩn nán, chữ Hán rất là khó. Úy phả bú thai nán, ngữ pháp không quá khó. Dễ và tâu, dễ là cũng, tâu là đều, cứ thế mà ghép vào là xong. Mai khựa sư liếu xế sơn, mai cơn là lưu học sinh. San bẩn dễ sư liếu xế sơn, sơn bản cũng là lưu học sinh. Thén phàng bú sư liếu xế sơn, điền phương không phải là lưu học sinh. Trang tung dễ bú sư liếu xế sơn, Trương Đông cũng không phải là lưu học sinh. Sang phần mẫu 2, mai khựa sư liếu xế sơn, mai cơn là lưu học sinh. San bẩn dễ sư liếu xế sơn, sơn bản cũng là lưu học sinh. Mai khờ khứa san bẩn tâu sư liếu xế sơn, mai cơn và sơn bản đều là lưu học sinh. Chúng ta sang trang 93, thực ra là 94 thì đúng hơn. Các bạn luyện phần phân biệt thanh điệu cùng với tôi. Tha mẩn, tà mẩn, treo sầu, treo su, tai phụ, thai tụ, khu sự, khu sự, trinh lý, lưu sư, lý sư. Phú yuán, sâu phèo yuán, sâu khua yuán, lia chưa yuán. Phần đọc to rõ ràng, các bạn phải đọc lên được và dịch sang tiếng Việt được. Mẫu của tôi đây. Sư xế sân, sư liếu xế sân, sư lả sư, sư mẩy của rắn, sư phấn nhậu, sư thúng xế, bú sư, bú trị, bù hảo, bù nán, dễ sư, dễ trị, dễ mải, dễ yào, tâu sư, tâu trị, tâu yào, xen trị, xen chia sao, xen mải. Bài tập thay thế. Sau đây là tôi đọc qua phần chữ Hán cho các bạn biết. Trong trường hợp mà các bạn không thể làm được thì bạn sẽ lợi dụng vào cái phần hướng dẫn của tôi. Nǐ shì liếu xuế sheng ma? Sì, wǒ shì liếu xuế sheng. Trong phần ô ngoặc các bạn đọc lǎo shì, xiào jiǎ, jiào shòu, tài phụ, khu sư và lư sư, luật sư. Phần số 2 trang 95 của bài đó. Mẫu: Tha yě shì liếu xuế sheng ma? Tha yě shì liếu xuế sheng. Wǒ men dòu shì liếu xuế sheng. Trong ô vuông của nó là lão sư, xế sân, treo sâu, trinh lì, mẫu 3. Tha sư, lão sư ma? Bú sư, tha bú sư lão sư. Treo sâu, xeo chẳng, trinh lì, chi trở, cung chấn sư, mẫu 4. Tha sư, Trung Quốc rấn ma? Bú sư, của bú sư Trung Quốc rấn. Mày của, phả của, khán của, khán của là Hàn Quốc. Tứa của, dư bẩn, Italy. Việc của các bạn là lấy những cái từ ở trong phần ô chữ nhật này thay vào cái phần bị gạch chân trong bài. Mẫu phần trả lời thì các bạn phải bài 3 ấy, phải hỏi được và tự trả lời được. Bây giờ các bạn thử cùng với tôi cái đáp án của tôi. Ví dụ nǐ shì Trung Quốc rén ma? Wǒ shì Trung Quốc rén. Nǐ shì mèi guó rén ma? Wǒ bú shì mèi guó rén. Nǐ shì lǎo shì ma? Bạn là giáo viên hả? Wǒ bú shì lǎo shì. Thiān fàng shì liú xuế sheng ma? Thiān fàng bú shì liú xuế sheng. Nǐ xuế xí yīngyǔ ma? Wǒ bù xuế xí yīngyǔ. Nǐ mèn de lǎo shì shì wǎng lǎo shì ma? Wǒ men de lǎo shì bú shì wǎng lǎo shì. Các bạn chú ý là khi mình trả lời, mình cố gắng trả lời đủ cả chủ ngữ, vị ngữ, bởi vì liên quan đến lúc thi cử thì làm vậy thì nó mới ăn điểm tuyệt đối. Còn nếu mà chúng ta trả lời theo kiểu khẩu ngữ là chúng ta mất điểm. Hoàn thành bài hội thoại. Dòng thứ 5 từ dưới lên trang 95, quán trường khuây khoa đấy. Ví dụ: Nǐ shì lǎo shì ma? Shì, tā yě shì lǎo shì ma? Tā yě tā yě shì lǎo shì ma? Tā yě bú shì lǎo shì. Bây giờ sang cái bài cụ thể của nó là trang 96 đây này, phần 1. Tha sư treo sâu ma? Sư. Tha yể sư treo sâu ma? Tha yể sư treo sâu. Mai khờ sư liếu xế sân ma? Sư. Mà ly yể sư liếu xế sân ma? Mà ly yể sư liếu xế sân. Thén phàng sư Trung Quốc đó, xế sân ma? Sư. Trang tung yể sư Trung Quốc xế sân ma? Trang tung yể sư Trung Quốc xế sân. Nì bà bà sư tai phu ma? Sư. Nì mà mà yể sư tai phu ma? Wǒ mà mà yě shì tài fù. Tā mèn shì lǎo shì ma? Shì. Nǐ mèn yě shì lǎo shì ma? Nǐ mèn yě shì lǎo shì. Đó là phần đáp án của tiếng Trung.vn. Bây giờ các bạn chuyển sang bài 5, sử dụng tâu để sửa câu, chuyển ra một loại câu mới. Các bạn tự làm và sau đó thì sẽ so sánh với cái đáp án của tiếng Trung.vn. Mài khè shì liú xuế sheng, mǎ lì yě shì liú xuế sheng.
tham ân tâu sư liều xuế sơn. Đó là đáp án. Trang tông sư Trung Quốc đấn, thiền phàng nhệ sư Trung Quốc đấn, tham ân tâu sư Trung Quốc đấn. Nì sư lão sư, tha nhệ sư lão sư, nì mân tâu sư lão sư. Bà bà sư tai phụ, mà mà nhệ sư tai phụ, tham ân tâu sư tai phụ. Tha sư treo sâu, tha nhệ sư treo sâu, tham ân tâu sư treo sâu. Tạo câu thì các bạn không thêm không bớt, chỉ có ghép các cái từ lại với nhau thôi. Đó là bài 6, trang 96, dòng thứ 5 từ dưới lên ấy. À, ví dụ này. Liều xuế sân tham ân sư, tham ân tâu sư liều xuế sân. Wo bú sư Italy rấn. Ní dễ sư lão sư ma. Tha sư xeo chẳng ma. Tha dễ sư Trung Quốc rấn. Wo mân tâu bú sư liều xuế sân. Bài luyện đọc, bài số 7. Các bạn phải tự đọc và dịch sang tiếng Việt. Nếu không làm được thì các bạn mới tìm đến cái đáp án của tiếng Trung.vn như sau. Nǐ men hǎo, wǒ jiào Ai Tú Huá, wǒ shì Jiānada ren, wǒ shì liú xuě sheng. Tā jiào Mǎ Lì, tā bú shì Jiānada ren, tā shì Yīngguó ren. Tā yě shì liú xuě sheng, wǒ men dòu shì liú xuě sheng. Tā shì Jiāngdōng, tā jiào Tiān Fāng, Jiāngdōng hě Tiān Fāng bú shì liú xuě sheng. Tā men dòu shì Zhōngguó xuě sheng. Wǒ men shì hǎo péngyǒu, chúng tôi là bạn tốt. Bài số 8, hội thoại giao tiếp. Wǒ gěi nǐ jiè shào yī xià, zhè shì Wǎng xiān shēng, ông Vương. Zhè shì Mǎ xiǎo jiè, cô Mã. Nǐ hǎo, nǐ hǎo, wǒ xiān jiè shào yī xià, zhè wèi shì Bái Jīng Lǐ, vị này là giám đốc Bạch. Zhè wèi shì Xiè Lù Sư, vị này là luật sư Tạ. Nǐ hǎo, Bái Jīng Lǐ, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh. Trên đây tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn các bạn xong bài 13 của giáo trình Hán ngữ 1. Chúc các bạn học tiếng Trung thành công.